Mr. PT hết kể chuyện lịch sử xin chào các bạn. Trân trọng gửi đến các bạn tác phẩm Tướng Navarre với trận điện biên phủ của tác giả Giang Bu, kê. Phần 21, yêu cầu tăng viện gấp. Đã đến ngày 1 tháng 5, ngày đầu tiên của tháng trinh nữ và của những bông hồng, ngày quốc tế lao động, ngày hội của cuộc đời. Ở châu Âu, ngày 1 tháng 5 đem lại lời hứa của niềm hy vọng, mang đến tia nắng ấm đầu tiên của mặt trời tuổi trẻ, làm nảy nở những mầm non của cuộc sống. Còn đối với những người lính đang chiến giữ Điện Biên Phủ, ngày 1 tháng 5 năm 1954 mặt trời vẫn giả cỗi từ hàng tỷ năm ánh sáng, đang làm ngột ngạt những người lính đội mũ sắt. Tại nghĩa trang của tập đoàn cứ điểm đã bỏ hoang từ ngày bị vây chặt phải chôn xác chết ngay tại chỗ ở bất cứ nơi nào vì không thể đưa ra chỗ tập trung. Cỏ dại vẫn cứ mọc đã nở hoa màu trắng và xanh. Trên đồi A1, nơi đặt cứ điểm Alien 2, ngay cạnh lối đi độc đạo có một hàng cây phượng vĩ to cao vẫn còn đứng vững. Mặc dù những cảnh trước kia có chim sáo làm tổ nay găm đầy mảnh đạn, những chùm hoa màu đỏ thắm cũng đã bắt đầu nở. Chỉ có những dãy đồi là hoàn toàn trụi cây cỏ non như những chiếc đầu chọc bị bom đạn cháy đen. Trong đồi, những binh lính chui rúc như sâu bộ vẫn đang chất đống để được sống sót. Trên cánh đồng, những vết loang lổ như bệnh phong ghi lại những chứng tích các điểm tựa đã bị mất. Cuộc sống tại Elian 2 cũng chẳng hơn gì chị em sinh đôi với nó là Elian 1 binh lính vẫn phải đối mặt với bộ đội Việt Minh rất linh hoạt đang tích cực cải tạo trận địa, dình bắn tỉa những người lính gác mơ màng hoặc đáng trí. Trong những ngày gần đây, ngày nào ở Điện Biên Phủ cũng có mưa. Nước mưa làm cho những giao thông hào dài tổng cộng 450 km phủ đầy bùn đặc quánh. Vài ngày nữa, có thể một tuần hoặc vài tuần nữa, mưa sẽ chặn đứng các hoạt động tiến công. Có tin, ông Phạm Văn Đồng, Phó Thủ tướng của Việt Nam Dân Chủ Cộng Hòa đã lên đường đi dự hội nghị Geneva có rẽ qua Bắc Kinh và Moscow. Vấn đề hòa bình sẽ được đưa ra thảo luận cùng trong lúc diễn ra những trận mưa lớn. Tuy nhiên, nếu đến giờ phút ngừng bắn vẫn giữ được lòng chảo điện biên phủ thì sứ Thái đã bị mọt ruỗng nhưng then cửa vào Lào vẫn được khóa chặt. 5 giờ chiều ngày 1 tháng 5, pháo Việt binh lại bắt đầu bắn chuẩn bị cho những cuộc tiến công. Sáng ngày 2 tháng 5, qua kênh vô tuyến mật Z.13, Trung tá Serwin Paris từ sở chỉ huy điện biên phủ báo cáo trực tiếp bằng miệng với tổng hành dinh Hà Nội vì không còn thời gian viết và chuyến thành mật mã nữa. Khu vực trung tâm đã bị mất Elian 1, Dominic 3, Huguet 5. Ở phân khu nam, Isabel 5 cũng đã bị mất nhưng đang tổ chức phản công để giành lại. Tất cả các điểm tựa đều bị Việt binh tiến đánh với quân số áp đảo. Tất cả pháo binh địch đều tập trung bắn vào các cụm pháo và cối của quân ta. Không còn một đơn vị dụ bị nào nữa. Chúng tôi đang ngăn chặn Việt Minh bằng cách đào các đường hào giữa các điểm tựa với trận địa Việt Minh ở mặt phía Tây. Tướng Cassius đề nghị thêm một tiểu đoàn tăng viện nữa nhảy dù xuống ngay trong đêm mai. Nhưng ở Hà Nội, tiểu đoàn dù thuộc địa số 1 đang phải chờ suốt một tháng nay mà chưa cất cánh được. Chúng tôi, tức dinh bao Ghét, sĩ quan tùy tùng của tướng Navarri và số sĩ quan văn phòng đến phút cuối cùng đã phải dốc hết cho chiến trường Điện Biên Phủ, đang chờ đợi nhưng không sốt ruột. Những người chuẩn bị lên đường đi Điện Biên Phủ như chúng tôi đang tập trung tại các sân bay vùng châu thổ sông Hồng. Ban ngày, Bộ Tư lệnh Chiến trường Đồng bằng sử dụng chúng tôi vào việc càn quét ngăn những xóm làng đang bị Việt binh thâm nhập. Đến đêm, chúng tôi lại tập trung canh gác chung quanh những chiếc máy bay trong bãi đậu, chờ đến phiên cất cánh, ngước mắt nhìn những chiếc Dakota đang chở các đơn vị khác lên đường đi Điện Biên Phủ trước chúng tôi. Những lính dù tự nguyện, tức chưa có bằng tốt nghiệp nhảy dù, đến sân bay bằng xe tải. Trên sân bay, các huấn luyện viên nhảy dù đeo dù vào người giúp họ. Từng người một, những thân hình méo mó, biến dạng vì đeo dù nhảy, ba lô ở cả trước ngực và sau lưng, lần lượt leo lên máy bay, ngồi vào những hàng ghế dài bằng sắt, trong khoảng tối om và nóng ruột chờ đợi. Phải may mắn lắm mới có thể nhảy được ngay trong chuyến bay đầu tiên. Đã nhiều lần, máy bay chưa tới được vùng trời điện biên phủ đã phải quay trở về, hoặc đã bay tới điện biên phủ, lượn vài vòng trên trời rồi lại quay về với toàn bộ số quân vì không nhảy xuống được và thế là lại phải chờ đợi thêm một ngày nữa. Hai trung úy tơ và Poinsinon đã mất ba ngày bay từ Paris đến Hà Nội, nhưng phải chờ 10 ngày đêm mới có thể tới Điện Biên Phủ. Ngày Chủ nhật, mùng 2 tháng 5 năm 1954, chúng tôi được tự do. Từ lúc mới dạng đông, mọi người đã cởi bộ quân phục dần di ngụy trang bằng vải cứng quyện chặt lớp bồ hôi, thay bằng chiếc quần ủi thẳng nếp và chiếc áo sơ mi vải mỏng. Các hạ sĩ quan kiểm tra lại giấy phép ra ngoài doanh trại, tôi cùng dự với lính dù người việt buổi cầu kinh tại một nhà thờ ở gia lâm trong khi chờ đến giờ ăn trưa tôi đến văn phòng hậu cứ của tiểu đoàn đặt trong một tòa nhà xây theo kiểu cũ của thuộc địa pháp trong giờ phút này vẫn còn giữ được luồng hơi mát mẻ của ban đêm tôi vốn yêu thích sự tĩnh mịch vắng vẻ vòm trời xanh ngắt rất cao những cơn rông thường chỉ xuất hiện vào buổi chiều ánh sáng từ khe cửa chất lọt vào phòng làm việc thật trong lành mang màu sắc của không khí provence miền nam nước pháp khi trung úy sĩ quan bước vào phòng cũng là lúc tôi vừa mới gẩng đầu lên khỏi trang thư đang viết gửi cho một người bạn thân ở rất xa trung úy không để cho tôi kịp trở về từ hà nội mà báo tin luôn báo cáo đại úy tôi vừa nhận được điện từ ban tham mưu tối nay tiểu đoàn sẽ nhảy xuống điện biên phủ mọi việc chuẩn bị được hoàn tất trước giờ ăn trưa đại đội hai xuất phát đầu tiên đại đội của tôi có thể lên đường ngay trong đêm nay hoặc đêm mai để kịp báo tin cho các sĩ quan đang được phép ra khỏi doanh trại, liên lạc phải chạy tới các tiệm cà phê, cửa hàng ăn, nhà ở của các linh mục tuyên úy, quán rượu ở ngoại ô và những ổ gái điếm công khai hoặc bí mật. Việc tập hợp điểm danh trong quân phục nhảy dù được báo trước vào lúc 17 giờ. Như vậy tôi vẫn còn 5 tiếng đồng hồ nữa để giết thời giờ. Tôi đến ăn trưa tại nhà ăn của Ban Tham mưu Tiền Phương, gồm một nhóm các sĩ quan tham mưu từ Tổng Hành Dinh tại Sài Gòn được biệt phái ra Hà Nội để liên lạc chặt chẽ hơn với chiến trường Điện Biên Phủ. Ở nhà ăn này, thức ăn ngon, khăn trải bàn sạch sẽ và được tự do nói chuyện thoải mái. Từ ngày 13 tháng 3, tướng Bodet là phó của Tổng chỉ huy Navarre ở luôn tại Hà Nội làm việc cùng với các sĩ quan biệt phái tới Tổng hành dinh tiền phương. Ông cũng ăn với các sĩ quan cấp dưới tại nhà ăn trung đặt tại một biệt thự tiện nghi trong khu hành chính. Tôi là người bước vào phòng ăn đầu tiên. Trong lúc chờ đợi, tôi chơi một ván bài, không phải để cầu may vì tôi không mê tín dị đoan mà chỉ để giải trí. Thiếu tá Jack Kitlot dẫn đầu một nhóm sĩ quan vừa tới. Ông là người có thâm niên cao nhất và cũng là người đứng đầu cơ quan Tổng hành dinh Tiền phương. Vóc dáng đẹp với đôi mắt kính trên gò mũi quý tộc lộ rõ vẻ trí thức, nói năng lịch sự với mọi người. Trung úy Ferandi phụ trách phòng tình báo quân sự đã làm việc nhiều năm tại cục quân báo ở Sài Gòn. Mặc dù là một sĩ quan sơ cấp nhưng do làm việc lâu năm trong ngành, hiểu biết rộng nên Ferandi được mọi người đặc biệt coi trọng anh hiểu rõ Việt Minh về tất cả mọi điều cần biết và có thể còn hơn thế nữa. Anh đã từng bỏ ra nhiều giờ ngồi cặm cụi nghiên cứu tính cách từng nhân vật chủ chốt ở phía bên kia, sục tìm quá khứ, soi mói tâm hồn họ. Anh sống độc thân ở Sài Gòn nhưng có một người con gái Việt luôn ở bên cạnh, cho anh ăn cơm cùng với nước mắm và thỉnh thoảng lại thắp hương trên bàn thờ có pho tượng Phật bằng đồng, cầu mong cho Việt Minh. Thắng trận. Chúng tôi bắt đầu ngồi vào bàn ăn khi tướng Bô Đét tới. Cặp mắt ông thâm quầng vì thiếu ngủ, trên cằm và má lởm chởm những mảng dâu chưa cạo nhẵn. Thực đơn đã được tay đầu bếp người Hoa sắp xếp cẩn thận, đúng là một bữa ăn ngày chủ nhật. Có thịt bê bọc bột mì là món ăn rất hiếm ở Đông Dương, gà giò nấu với kem, cơm trộn mỡ béo, rau xà lách, pho mát và nhiều món đệm. Ferrari ngồi trước một đĩa thịt gà chống nấu với rượu nhỏ vẫn còn gây ấn tượng vì đã ăn cơm bằng đũa. Nhưng anh ăn có vẻ không ngon lành, nét mặt vàng võ vì những ngày phục vụ quá lâu, cặp mắt đen vẫn sáng. Giờ đây, Tôi đã quên hình ảnh của những nhân vật khác cùng ăn với tôi hôm đó nhưng vẫn còn nhớ câu chuyện trao đổi giữa Jack Kittlott, Fernandi và tướng Bodet. Từ 50 ngày nay, ba người này đã theo dõi tình hình điện biên phủ từng giờ một. Trong đêm cuối cùng, họ cũng đã như ngồi canh bên cạnh giường kẻ hấp hối và câu chuyện giữa họ với nhau dĩ nhiên là bàn đến chuyện làm lễ tang. Tướng Bodet nói, Tướng Navarri báo tin sẽ tới sân bay Bạch Mai vào hồi 16 giờ. Tôi sẽ ra đón người hầu bàn mang tới một chiếc khay tròn trên có đặt một đĩa kem to màu trắng có trộn những miếng thịt gà tôi vừa mới ăn xong món thịt bê bọc bột và cơn đau dạ dày từ nhiều giờ trước vẫn không ngừng hành hạ tôi trong khi đó jack kitlot vừa xin dĩa và món ăn vừa nói như để trả lời tướng bodet tôi đã soạn xong bản báo cáo tóm tắt tình hình đêm qua và sáng nay tại điện biên phủ để trình lên ngài tổng chỉ huy cuộc phản kích ở isabel thế nào báo cáo cuối cùng cho biết quân ta đã tới chiếm lại Isabel năm nhưng không giữ được. La đã cho lệnh rút. Anh hầu bàn rõ ràng là ưu ái tôi. Anh khẽ mời tôi dùng món thịt gà nấu kem. Cơn đau dạ dày tràn lên đến họng. Nếu ăn nhiều thịt nữa quả là vượt quá sức dù sao, tôi cũng thử can đảm nhấm nháp món thịt vừa đưa đến. Tôi có cảm giác nó vừa dai vừa tanh như chất keo Ả Rập. Tôi phải che giấu ác cảm đối với món thịt gà nấu kem bằng cách giả vờ chăm chú vào câu chuyện và nó cũng chẳng còn làm tôi khỏe khoắn hơn món thịt gà tướng Bodet tiếp tục nhận xét về trận phản kích ở Isabel 5. Thật tai hại. Bản thân tôi cũng thấy không còn hy vọng gì nữa. Cassius và binh lính của ông ta đã chống cự vượt sự mong đợi của chúng ta. Chúng ta không thể mong mỏi điều gì hơn. Thế là hết rồi. Điện biên phủ sẽ chết gục trong đêm nay hoặc ngày mai. Jack Kitt lót nuốt vội một miếng thịt gà to tướng rồi nói ngay không cần lấy lại hơi thở. Có thể, con thuyền của chúng ta sẽ chết chìm giữa lúc đã nhìn thấy bến. Chỉ vài ngày nữa, Hội nghị Geneva sẽ tranh luận về vấn đề Đông Dương và cũng sẽ có mưa ở vùng Thượng Du. Tướng Bonnet hỏi bông quơ, không hướng về ai trong bàn ăn. Các ông có biết ý định đối phó của tướng Cockney như thế nào không? Rượu vang anjeri là loại rượu ít bị ảnh hưởng bởi khí hậu Đông Dương nhất. Ferrandi nhấm nháp một cốc lớn đầy ắp rượu vang anjeri rồi điểm tâm thêm tách nước trà hoa nhài Việt Nam. Tình báo chính là lĩnh vực của Ferrandi anh trả lời bằng một giọng đều đều, không có vẻ hứng thú. Sáng hôm nay không nhìn thấy tư lệnh chiến trường Bắc Bộ Cogney, cũng như mọi ngày ông thường tiếp các nhà báo Lucien Bodet và Maclois trong phòng làm việc. Môi dưới của tướng Bodet như rung lên. Ông ra hiệu cho người hầu bàn thu dọn đi ăn rồi châm một điếu thuốc lá. Ferrandi ngừng một lát rồi nói tiếp: Tôi có thể khẳng định là tướng Cogney đang trình bày với các nhà báo về các kế hoạch giải vây cho Điện biên phủ xuất phát từ đồng bằng có hy vọng thành công nếu không bị ngăn cản. Jack Lót nhún vai nói chen vào. Khi chúng tôi nghiên cứu kế hoạch này, tướng Cogny là người đầu tiên cho rằng việc chiếm đóng Thái Nguyên hoàn toàn không có hiệu quả để cắt đứt đường vận chuyển tiếp tế cho Việt Minh ở Điện Biên Phủ. Còn việc chiếm đóng Yên Bái thì lại không đủ phương tiện để tiến hành. Tướng Bodet nhận xét. Đối với giới báo chí, tướng Cogny muốn bắt chiếc LATTE TASSI đi nhưng ông không có tầm cỡ và khả năng như -T -T -E. Dây cờ lót lại chen vào. Xin phép tướng quân cho tôi được tự do bộc lộ. Tôi thấy rằng, cả tướng Navari lẫn tướng Cogni đều có mặt yếu gây nên tội. Cogni là người trực tiếp điều hành cuộc chiến đấu ở Điện Biên Phủ đã thiếu trách nhiệm. Ông là đội trưởng đội bóng, dẫn quân ra sân đấu mà lại nói trước là hỏng rồi thì còn hy vọng gì thắng nữa. Hỏng rồi là câu phát biểu của tướng Cogni từ ngày 13 tháng 3 khi Việt Minh mới bắt đầu mở chiến dịch tiến công. Tôi nghĩ, đáng lẽ phải thay đội trưởng đội bóng. Tướng Bodet nói, Tướng Navarri phải rất lâu mới hết niềm tin đối với tướng Cogni, vì tướng Cogni đã trổ hết tài để mê hoặc tướng Navarri. Phải mãi đến ngày 31 tháng 3 tướng Navarri mới mở mắt ra. Nhưng ông lại cho rằng không nên thay ngựa giữa dòng, trong lúc đó chính con ngựa lại đang làm đổ xe. Đột nhiên, tôi thấy nghẹn họng. Không biết có phải do món gà nấu kem làm cho tôi buồn nôn hay không. Bệnh đau dạ dày không giải thích được mọi chuyện. Tôi nhìn chiếc đồng hồ đeo tay, làm ra vẻ như một anh chàng chót quên một cuộc hẹn hò, và nói. Đã 2 giờ 15 rồi. Xin phép tướng quân cho tôi được cáo lui. Tôi có cuộc họp vào lúc 2 giờ rưỡi. Cứ tự nhiên, nhưng đến bữa tối lại đến đây với chúng tôi nhé. Dạ, không thể được ạ. À. Tôi vẫn còn mắc bận thế thì sáng mai vậy sáng mai tôi sẽ ăn tại điện biên phủ tôi đã đứng khỏi ghế chung quanh bàn ăn mọi gương mặt như sững sờ tướng bodet cũng đứng dậy giận dữ nói sao cậu không nói gì cả ông rời khỏi bàn bước ra cửa cơn giận dữ càng bốc cao thật ngớ ngẩn một chính phủ không vững chắc những tướng lĩnh không tin tưởng vì thế mà bọn này đêm nào cũng nhảy từng thằng một xuống đúng mõm con quái vật. Tướng quân rời khỏi phòng như chạy vội. Tôi cũng bước ra ngoài, nhìn thấy một chiếc xe xích lô, người đạp đang ngồi ngoài ngồi chờ khách. Tôi bước lên xe đi qua những đại lộ dập bóng mắt và vắng người vì đang là giờ nghỉ trưa, đi về khu trường dòng là nơi đang được dùng làm địa điểm để tập hợp toàn đại đội vào buổi chiều hôm nay. Nhưng đêm hôm đó, chúng tôi vẫn chưa nhảy xuống điện biên phủ vì thiếu máy bay. Chỉ có một đại đội của EDME là được xuất phát. Đêm hôm đó cũng chưa có chuyện gì xảy ra tại Điện Biên Phủ, chỉ có sấm chấp báo hiệu rông tố cùng với tiếng nổ của pháo mặt đất và pháo cao xạ. Lại tranh thủ được vài giờ nữa, chúng tôi còn phải chờ suốt ngày hôm sau. Lại được tự do đi chơi phố, la cà trên đường phố Pau Bớt, Trang Tiền, tới các tiệm cà phê hoặc các tiệm nhảy. Thuê vài giờ thân sắc thơm tho của một cô gái nào đó trong tiệm Panier Fleury, giỏ hoa quân số đại đội 3 của tôi có 135 binh sĩ thuộc tiểu đoàn dù thuộc địa số 1. Sau khi đi chơi phố, chúng tôi trở về nơi tập trung. Chờ đợi hàng giờ tại sân bay, giữa nền đất tráng xi măng là chỗ để dù, ba lô, vũ khí xếp ngay ngắn từng hàng như những chiếc ghế trong nhà thờ. Gian nhà vòng lợp tôn và sắt vang vọng những tiếng nói của chúng tôi như trong gian chính giữa của nhà thờ, nơi hành lễ. Tôi nằm dài trong một góc nhà, giả vờ ngủ. Bên ngoài cơn rông đang ập xuống thành phố. Chúng tôi được những xe tô cam nhông phủ bạt đưa đến tận chỗ máy bay đậu để tránh bị ướt. Chúng tôi không nhìn thấy ai bộc lộ thái độ như những người đang còn sống, trừ những nhân viên phi hành phụ trách việc thả dù không nói một câu nào và những phi công tránh né không nhìn chúng tôi. Máy bay lượn rất cao trên thung lũng lòng chảo. Trong khoảng máy bay tất cả đèn điện đều bị tắt, chỉ còn một luồng ánh sáng màu xanh nhạt hắt ra từ những bảng điều khiển trong buồng lái, soi chiếu gương mặt tổ lái. Chúng tôi đứng trong khoảng thành hàng dọc, người này đằng sau người khác qua cửa mở để chuẩn bị nhảy dù. Tôi ngắm nhìn điện biên phủ, chỉ thấy một hình chữ thập màu đỏ sáng rực trên nền đen, đánh dấu bãi nhảy và hướng thả dù. Khu vực nhảy dài khoảng 10 giây đồng hồ bay. Đợt thứ nhất có 10 người nhảy với điều kiện là người thứ nhất không trần trừ do dự. Máy bay nhào xuống đất với độ cao khoảng 300 mét vừa tầm nhảy dù, hướng theo đường dọc của hình chữ thập. Người hướng dẫn đặt tay lên vai tôi. Đó là một dấu hiệu chuẩn bị sẵn sàng. Anh nhắc tôi hãy cẩn thận quan sát. Khi nào thấy dấu hiệu đầu chữ T ở ngay dưới máy bay lúc đó mới nhảy. Đừng để ý đến tín hiệu bật đèn xanh trong khoang lái, vì bọn phi công không có kinh nghiệm bằng chúng tôi đâu. Cùng trong lúc đó, tất cả các loại súng phòng không của Việt Minh bố trí chung quanh thung lũng lòng chảo đồng loạt nhà đạn. Để có thể thả dù đúng địa điểm, máy bay vẫn cứ phải giữ nguyên hướng bay. Những luồng đạn vút lên cao về phía chúng tôi. Ánh đèn xanh trong khoảng máy bay cùng một lúc với tiếng chuông reo nhìn xuống đất vạch đỏ hình chữ thập trôi dần về phía trước đã ở ngay dưới mũi máy bay theo chiều thẳng đứng đáng lẽ phải hô khẩu hiệu go rất ngắn gọn theo điều lệnh nhằm thúc giục lính dù nhảy xuống ngay lập tức thì người hướng dẫn lại nói với tôi bằng một giọng như nói chuyện nhảy xuống đi thưa đại úy tôi lao ra khỏi cửa máy bay trôi lơ lửng trong luồng không khí ấm áp không cảm thấy đau dạ dày mà ngược lại thấy rất dễ chịu Tôi muốn được kéo dài tình trạng này tới hàng ngàn giây đồng hồ để tận hưởng cảm giác bồng bình tràn ngập tâm hồn như làn gió đang thổi phồng cánh dù trong trắng của tôi. Khiến tôi tự hào vì đã chế ngự được sự sợ hãi và hưởng thụ được sự vuốt vẻ của trời đêm trên da thịt. Tôi đã chạm đất mà không nhìn thấy đất. Trung quanh chỉ có những tiếng nổ của đạn pháo rực ánh lửa lung linh. Tôi lăn một vòng trên địa hình gồ ghề rồi cởi bỏ dù, tìm ngay thấy sở chỉ huy không khó khăn lắm. Lúc này đã quá nửa đêm, đại tá lang le đang ngồi ở tận cuối gian hầm đằng sau một cái bàn gỗ trên đặt lộn xộn đủ mọi thứ như một quầy hàng trong chợ những chiếc cả uống nước đủ mọi kiểu một ấm cà phê hai chai rượu đã cạn những mẩu giấy lau miệng những đồ hộp thức ăn đã mở tung một bánh sô cô la và một khẩu súng ngắn người ông gầy gò rất gầy để lộ cả xương sườn cũng như vẻ mặt hốc hác giọng nói ánh mắt thái độ cử chỉ đều biểu lộ sự kiệt sức và cả suy nhược thần kinh tôi nhận ra ngay vóc dáng lực sĩ của Big Earth. Ông đang đứng sát vách hầm, nói chuyện qua một máy bộ đàm. Big Earth không thay đổi mấy tuy có gầy đi chút ít. Ông nói với tôi. Đợi đến sáng rõ thì tập hợp đại đội của anh lại, rồi đi sang Elian 3. Anh chỉ huy việc phòng ngự ở Elian 3 nhưng cũng phải sẵn sàng để tham gia phản kích giành lại Elian 2. Trong lúc chờ sáng, hãy ngủ đi một lát tôi không ngủ mà thảo luận các chi tiết nhiệm vụ với các sĩ quan tham mưu. Khoảng hơn 2 giờ sáng tôi đến gian hầm lớn, nơi đặt bộ tư lệnh binh đoàn tác chiến Tây Bắc, gọi tắt là GONO. Đại tá Sir Guin Paris tiếp đón tôi với vẻ lịch sự vốn có và nụ cười hóm hình. Mặc dù vẻ ngoài như vậy, ông vẫn giữ ở bên trong tính kiêu hãnh của một con ngựa chiến thuần chủng so với các đồng cấp trong đội quân thuộc địa. Tôi biết ông từ lâu, hồi ông đang làm huấn luyện viên giảng dạy cho chúng tôi tại trường cao đẳng quân sự xanh CIR, ở đây ông không đi đôi ủng sau mơ bóng nhoáng nữa mà là đi đất. Những ngón chân quý tộc dính đầy bùn bám chặt lấy nền đất dính và trơn. Ông chỉ tay lên bản đồ, mô tả vắn tắt cho tôi tình hình mặt trận. Từ góc hầm một loa phóng thanh đang lên tiếng rè rè. Có ai đó từ đầu bên kia đang gọi. Yêu cầu tăng viện gấp. Tôi nhắc lại là tình hình rất phức tạp. Chúng tôi bị tiến công đồng loạt từ khắp mọi phía. Việt Minh đã bám chân được ở nhiều nơi. Tăng viện gấp. Hết có tiếng trả lời lạnh lùng vang lên trong loa. Rõ rồi, tôi sẽ làm mọi việc cần thiết. Paris nói với tôi, đó là hu bốn đấy. Chúng tôi đã đoán trước cuộc tiến công này. Trong cứ điểm có một đại đội dù, do Luciani chỉ huy, với tám chục lính dù Lê Dương và vài lính ma dốc. Tướng Cassis bước vào hầm. Dưới ánh sáng bóng đèn điện treo trên trần, non ông già đi tới 10 tuổi so với hồi tháng 3 năm nay những nét hốc hác trên mặt ghi rõ ông bị mất ngủ và căng thẳng thần kinh đi lại phải chống gậy nhưng là một chiếc gậy của các tay chơi cá ngựa mà ông vung vẩy theo kiểu trường giả học làm sang ông chống tay lên đầu gậy để rút chân ra khỏi bùn và nói với tôi thế nào cậu cũng lên đây cơ à rồi ông quay luôn sang phía đại tá paris hất hàm về phía loa phóng thanh nói hu ghét bốn đấy phải không vâng thưa tướng quân Việt Minh đã chọc thủng được lớp phòng ngự mặt phía Bắc. Pháo binh đâu? Pháo đã bắn rất trúng. Nhưng các cỗ pháo đặt ở Isabel cũng đang bị Việt Minh bắn trả ác liệt. Bích ớt biết chưa? Đã. Nhưng không còn lực lượng dự bị nữa. Chỉ có một trung đội lính ma dốc đang cố đến tăng viện cho cứ điểm. Tướng Cassius quay sang nhìn tôi, như muốn tôi là người làm chứng vì tôi là người từ phía trên, ở Hà Nội, tôi phải biết ý định của cấp trên. Ông nói, Cậu thấy không? Nhưng còn ở Hà Nội thì thế nào? Họ nghĩ rằng chúng tôi còn có thể giữ được bao lâu nữa? Quả thật, tôi chẳng hiểu biết gì về những ý định của Bộ Tổng Chỉ huy và những điều tôi biết về số phận của Điện Biên Phủ. Tôi không thể nói ra với tướng Re Cassis được. Nhiều sĩ quan đã kéo đến đang chờ tôi trả lời. Tôi nói, Họ nghĩ rằng chỉ cần chúng ta giữ được vài ngày nữa thôi cũng đủ, Việt binh gặp tổn thất lớn sẽ bỏ cuộc. Tôi nhận rõ vẻ bi quan trong đám người đứng nghe. Hy vọng Việt binh bỏ cuộc đã được cấp trên làm lóe sáng lên từ 6 tháng nay rồi. Mọi người đều mong mỏi từng ngày nhưng Việt binh chưa bao giờ có vẻ đứt hơi. Tôi vội nói tiếp. So với ngày 13 tháng 3, tình hình hiện nay có nhiều điểm khác trước. Những trận mưa đang cản trở hoạt động, làm chậm lại cuộc tiến công của Việt binh. Tôi nhìn thấy vài người gật đầu, có vẻ tán thành nhưng cuộc thảo luận đang diễn ra tại Geneva. Một hiệp định ngừng bắn có thể được ký kết vài ngày nữa, thậm chí vài giờ nữa. Lần này, tôi nhìn thấy mọi cặp mắt đều bộc lộ vẻ đồng ý. Tướng Cassis nói, Geneva ư, ừ. ừ, phải, ông nhắc lại như muốn nhận thức rõ. Geneva, cũng có thể. Trong loa phóng thanh lại vang lên tiếng gọi bằng một giọng cất cao, nói rất nhanh, lộ rõ vẻ kinh hoàng như muốn giấu đi nỗi sợ hãi. Hú ghét bốn gọi đây. Đại úy Luciani đã bị thương vào đầu. Chúng tôi chỉ còn khoảng một chục người đang bảo vệ sở chỉ huy. Chúng tôi chở viện binh. Quân tăng viện đầu. Việt Minh đang tiến công. Tôi đã nghe rõ tiếng Việt Minh đang tiến vào chiến hào. Về phía tôi. Quân Việt đây rồi. Ôi! Ba! Người đang nói là một trung úy thuộc trung đoàn bộ binh Ma Dốc số 4. Câu sau cùng anh nói như kêu thét Thật sự là một tiếng kêu lúc sắp chết làm tất cả chúng tôi đều bật dậy, đứng thẳng người. Tiếng loa im bật. Một lát sau mới lại vang lên tiếng nói của anh lính phụ trách điện đài của sở chỉ huy trung tâm gọi bắt liên lạc với Huget 4 một cách máy móc như là để làm tròn nhiệm vụ. Huget 4 đâu? Huget 4 đâu? g o n -O gọi đây. Nghe rõ trả lời. Nghe rõ trả lời. Tướng Cassis lại nói với tôi. Cậu nhìn thấy chưa? một cứ điểm vừa sụp đổ. Không làm gì được nữa. Miếng da lừa đang co lại. Luồng ánh sáng đầu tiên của ban ngày có vẻ xám xịt và bẩn. Tôi đã tìm gặp được rất nhanh những binh lính thuộc đại đội của tôi trong các hố hào xung quanh sở chỉ huy trung tâm. Thiếu một trung đội vì hai máy bay đã phải quay về nửa chừng. Tôi tập hợp quân và tiến hành điểm danh trong các chiến hào của tiểu đoàn du thuộc địa số 8 tại cứ điểm Ipervie. Trời vẫn mưa. Những giọt nước mưa ấm và nhầy nhụa như giọt mồ hôi. Để tới được Elian 3 chúng tôi phải đi mất từ năm đến sâu tướng đồng hồ theo những hào giao thông chật hẹp lầy lội, có đoạn nước ngập tới bụng. Việt Minh đang theo dõi cuộc hành quân của chúng tôi bằng ống nhòm. Thỉnh thoảng chúng tôi lại nhận được một loạt đạn pháo bắn vào đường hào và cả đạn trọng liên bắn đi từ mỏm núi chọc mà Việt Minh đã chiếm được. Trong các hầm trú ẩn của Elian 3 còn động lại tới 300 lính bị thương, nằm chật các hầm hố lính của đại đội tôi đứng trong chiến hào nhìn những chiếc dù thả lạc đang rơi xuống trận địa Việt Minh. Một cơn rông ập xuống lúc nửa đêm. Nước từ nóc hầm tràn xuống như suối chảy. Nhìn ra ngoài trời tối mù mịt không thấy gì cả. Sáng thứ tư ngày 4 tháng 5, mưa vẫn tiếp tục rơi. Một trận mưa chậm rãi, không giận dữ nhưng kéo dài như vô tận. Bất chấp cơn rông và đạn pháo cao xạ, đêm qua không quân vẫn tiếp tục thả dù tăng viện. Thêm 74 binh lính được đưa đến Alien 3 cùng với Trung úy Julian. Đại úy Pendup cũng dẫn theo một phần trung đội của tiểu đoàn bộ. Một liên lạc viên chạy đến đưa cho tôi một bệnh lệnh do bức ớt ký tên, đến ngay Alien 2, trên đồi A1, thay quân cho tiểu đoàn thuộc bán nữ đoàn Lê Dương 13. Anh được chỉ định chỉ huy cư điểm với hai đại đội thuộc tiểu đoàn dù thuộc địa số 1. Đồng thời, ngay lúc đó cùng xuất hiện một đài đội lính Ma Dốc do đại úy Nikos đến thay đại đội của tôi làm nhiệm vụ chấn giữ Elian 3. Tôi đi theo đường hào giao thông dẫn lên đỉnh đồi, đi rất chậm vì bùn dính đến tận đùi, mỗi bước tiến lên đều phải lấy sức. Lúc tôi tới cây phượng vĩ cổ thụ ở chân đồi thì đã 11 giờ trưa. Dù sao tôi cũng vượt được những thước đất cuối cùng bằng cách chạy được vào vị trí chỉ huy, thở hổn hển, đúng lúc một loạt đạn cuối ập xuống. Đại úy Cú đón tôi bằng một nụ cười và nói: "Tại Alien 2, trên đồi A1 này, không lúc nào ngừng bắn cả." anh có một bộ mặt tròn, trầm lặng của một người bố, hoàn toàn khác với những bộ mặt vênh váo của lính Lê Dương thường mô tả trên báo chí, phim ảnh và trong những bài viết của Edith Piaf. Anh từ Tổng Hành Dinh đặt tại Sài Gòn ra công tác ngắn hạn ngoài này. Với thời gian được ấn định là 48 giờ là tới Điện Biên Phủ vào ngày 12 tháng 3 trong chuyến bay cuối cùng vì hôm sau đã là trận đánh. Anh không thể quay về được nữa, đành nhận chức vụ chỉ huy tiểu đoàn bộ binh số 1. Phó của anh là đại úy Jock, người nhỏ bé, cũng là một sĩ quan cùng bay với anh trong chuyến bay cuối cùng Hà Nội, Điện Biên Phủ. Tôi đi chậm chạp một vòng chung quanh điểm tựa. Các chiến hào và công trình phòng ngự đều đổ nát như những di tích hoang tàn. Mái hầm, vách trần, các lỗ châu mai đều phải gia cố thêm bằng các vật liệu chắp và hỗn độn như rừng sắt, tủ sắt lấy ở cơ quan hậu cần, những nòng pháo bị hỏng sản xuất từ tiệp khắc, Trung Quốc, Mỹ, những thùng và bi đông nhồi đất. Một chiếc quần loang lổ màu ngụy trang chứa đầy cát trong hai ống, đặt thêm lên trên bờ chiến hào. Lỗ châu mai nằm giữa đũng quần với hai ống giang ra hai bên nom như những bắp đùi của một xác chết. Đại úy EDMA nhảy xuống trước tôi 24 giờ đang chỉ huy đội chiến giữ mặt đông và nam, là góc bất lợi nhất cứ điểm vì chiến hào Việt Minh chỉ cách chúng tôi chưa đầy 5 mét. Đỉnh đồi hãy còn xác chết xe tăng Ba Bazel bị bắn hỏng bằng một quả đạn bazuka ngày 1 tháng 4, được coi như một vật đánh dấu. Thân xe tăng đã chìm khá sâu trong lớp đất nhưng tháp pháo vẫn còn xoay chuyển được. Chiếc xe tăng này được dùng làm lô cốt bọc thép. Khắp nơi, mùi xác chết bốc lên nồng nặc. Những người lính Lê Dương cuối cùng được chúng tôi tới thay thế đã rút hết khỏi cứ điểm. Để chuồn khỏi nơi này thật nhanh, họ đã vọt lên bờ hào để chạy. Đến khi nghe thấy tiếng pháo cối nổ ở đầu nòng họ mới nằm dạp xuống đất bùn để tránh đạn. Sau loạt đạn, họ lại vùng lên để chạy tiếp. Đại đội trưởng Cú cũng đã chuẩn bị xong ba lô nhưng anh trần trừ nán lại và nói với tôi. Tôi sẽ ở lại đây đêm nay với anh để bàn giao tình hình. Nhưng Cú Tần không nói gì với tôi về việc bộ đội Việt Minh đang đào một đường hầm ngầm ngay phía dưới, vì hai ngày hôm nay không nghe thấy tiếng động nữa. Các chuyên gia cho rằng với đường hầm bên dưới cứ điểm Elian 2 này, Việt Minh có thể đặt từ 2 đến 3 tấn thuốc nổ. Cú Tần chập bắt ngủ trong khi tôi thức canh chừng. Đến đêm, chợt thấy như bộ đội Việt Minh đang có mặt ở chung quanh chúng tôi trong khung cảnh tĩnh mịch của ban đêm, nghe rõ những tiếng gặm nhấm như đang nghiến đồ gỗ trong căn nhà thanh bình. Những tiếng quốc đất nạo đất, mòi đất mỗi lúc bột gần. Chúng tôi bắn vu vơ những phát đạn ra phía chung quanh. Cú Tần đã thức giấc nói. Về khoản tiếp tế thì tình hình này mỗi đêm phải có tới 3.000 quả lựu đạn mới đủ. Trong đám rễ cây phượng vĩ cổ thụ có một lô cốt ngầm rất vững chắc, nằm sâu dưới mặt đất. Bảo vệ cho con đường tiếp vận lộ thiên nối liền Elyan 3 với Elyan 2 và là sợi dây liên lạc duy nhất giữa hai cứ điểm. Rõ ràng Việt Minh muốn phá hủy cái lô cốt này. Bộ đội Việt Minh đã đào một đường hào dài và sâu, từ chân sườn đồi ở mặt phía tây, nhích dần lên tới đỉnh. Đã hai chục lần, lính Lê Dương trên đồi phải ra sức chiến đấu để lắp đầu đoạn hào này nhưng Việt Minh vẫn tiếp tục đào lấn và hiện nay đầu hào chỉ cách lô cốt của chúng tôi khoảng 10 mét. Vừa tầm để lính Việt Minh ôm mộc phá từ chiến hào vọt lên khoảng 10 giờ sáng, chúng tôi nghe thấy đài phát thanh Hà Nội báo tin đoàn đại biểu Việt Minh đã tới thành phố Zernem. Cụ Tần đã ra đi trước khi tôi có thể mời anh một cả nước quả đóng hộp. Chúng tôi cũng chưa kịp ăn sáng, tranh thủ ban ngày, tôi dành nhiều giờ đi kiểm tra tình hình điểm tựa. Không nhìn thấy một binh lính Việt Minh nào cả nhưng thỉnh thoảng chúng tôi lại nhận được một loạt đạn súng, bắn thẳng nhâm vào các lỗ châu mai hoặc một chùm đạn cối rội xuống đầu khi chúng tôi đi lại trong cứ điểm cứ điểm vẫn kiên cố nhưng thiếu ít nhất là một đại đội để giữ vững. Tôi chỉ có hai đại đội thuộc tiểu đoàn dù thuộc địa số một dàn ra chung quanh như một vành đai mỏng có nhiều điểm yếu. Khi tôi quay về vị trí chỉ huy đặt ở sờ đồi, trời đã tạnh mưa. Thời tiết dần dần được cải thiện, pháo địch bắn có vẻ hòa nhã hơn. Trên vòng trời xanh ngắt, những chiếc dù trắng đang rơi xuống. Trong bầu không khí hãy còn ẩm ướt, những đỉnh núi hiện lên rất rõ nét, nom như sát gần. Đại úy EDME ngồi sưởi nắng ở cửa hầm. Lúc nhảy dù, anh bị xé chân. Hiện nay bàn chân đang còn phải quấn chặt trong vải băng bó. Nhìn thấy tôi, anh đứng dậy, ngắm nhìn cảnh vật khá lâu rồi nói. Kể ra nếu trời không mưa thì cũng không đến nỗi tồi tệ lắm. Cảnh vật tươi đẹp, trên đỉnh đồi không có bùn. Chúng tôi có cảm giác như còn đóng quân ở đây lâu. Nhưng đến 5 giờ chiều, pháo lại bắn rất dữ dội. Ngay loạt đầu có tới hàng trăm quả đạn rơi xuống rồi tiếng nổ rền cứ kéo dài như đoàn tàu chạy nhanh trên chiếc cầu sắt. Đạn bắn tới từ khắp các điểm ở phía chân trời. Một cụm cối 120mm bắn từ phía sau núi chọc có thể nghe rõ tiếng nổ đầu nòng. Những quả đạn phóng đi từ những cỗ pháo không giật nhằm thắng vào các lô cốt, lần lượt phá hủy từng lỗ châu mai và làm đổ sập những vật gia cố bằng bi đông nhồi đất và những bao cắt. Những chiến hào tiếp cận tràn đầy bộ đội Việt Minh tiến theo một hàng dọc. Tôi nghe tiếng trung tá Brad Chignac gọi qua máy vô tuyến. Tối nay đến lượt các cậu đấy. Đừng tung hết lực lượng ra ngay, trước hết hãy tập trung pháo bắn trả. Mọi việc sau đó là dựa theo lệnh chiến đấu của anh. Và rồi sau đó có lẽ các anh sẽ có thêm một đại đội tăng viện. Phụ trách chỉnh hướng cho pháo là Robin, đã có mặt tại Elian 2 từ 3 tuần nay, có thể còn sớm hơn nữa. Với một cái bảng gỗ, chiếc compa, thức kẻ, máy tính anh sử dụng rất chính xác các thiết bị trong tay, tính toán và dọn đường cho pháo bắn theo yêu cầu. Tôi chỉ thị cho Robin hướng dẫn pháo bắn chặn ngay sát những lớp rào phòng ngự ở mặt Tây Nam cứ điểm. Bộ đội Việt Minh xung phong ngay từ lúc trời còn sáng. Khi tiếng pháo chuẩn bị vừa ngừng nhưng dư âm vẫn còn vang thì đã thấy hàng ngàn bộ đội từ dưới đất vùng lên sông thẳng vào những lớp rào kẽm gai. Tôi ra hiệu cho Robin. Robin nói một câu qua máy rồi mở thật to loa phóng thanh. Từ loa phóng thanh, tôi nghe rõ tiếng một sĩ quan ở sở chỉ huy trung tâm ra lệnh cho các khẩu pháo đồng loạt bắn chặn. Đến 7 giờ tối, trời đã đen kịt như ban đêm. Đồng thời ở Điện Biên Phủ cũng bắt đầu bắn pháo sáng tạo nên một ban ngày nhân tạo. Bộ đội Việt Minh vẫn tiếp tục sung phong từng đợt, cách nhau mỗi đợt khoảng nửa giờ hoặc 45 phút. Khoảng gần 11 giờ đêm, quả mìn lớn đã nổ. Trước tiên, tôi cảm thấy một luồng sóng chấn động lan đi từ phía sườn đồi, đất rung chuyển, rồi một tiếng nổ lớn át cả mọi tiếng động khác sau tiếng nổ dư âm còn vang vọng vài giây trong lòng đất đỉnh đồi bị vỡ như đã bị lột bất mũ đội các vị trí của đại đội hai không còn nữa từ lỗ hổng này việt minh vọt lên chiếm các điểm ở miệng phiễu trên đỉnh đồi phải ít lâu sau tôi mới nhận thức được tình hình ở mặt phía tây julian vẫn còn chặn địch ở mặt nam một trung đội dưới sự chỉ huy của thiếu úy paul vẫn còn tại chỗ ở mặt bắc Nectu vẫn giữ vững. Chúng tôi đã phản kích ở mặt phía đông với một trung đội của đại đội 3. Khi tôi quay về hầm chỉ huy đã 3 giờ sáng. Tôi gọi về sở chỉ huy trung tâm, không thấy trả lời. Nhưng qua loa phóng thanh tôi nghe thấy tiếng trung tá Gratchnak đang nói với các đại đội. Đến lượt Alien 4 cũng đã bị tiến công. Tôi gọi về sở chỉ huy binh đoàn Lê Dương nói chuyện với thiếu tá Vardot. Alien 2 nói đây, Việt Minh đã ngừng tiến công pháo bắn thưa thớt. Tôi chỉ còn 35 lính đủ sức chiến đấu. Vài băng đạn súng máy và một quả lựu đạn. Nếu có thêm một đại đội tăng viện, tôi có thể đương đầu được với đợt tiến công sắp tới. Này, anh bạn, nên biết điều một chút. Tôi đào đâu ra một đại đội đưa cho anh bây giờ? Không còn gì hết. Trong tình huống như thế này, tôi xin phép được cùng với số binh lính còn lại trong vòng vây rút sang Elian 3. Ồ, không được. Các anh phải giữ nguyên vị trí. Trước hết, anh là lính dù, anh phải chiến đấu đến cùng, ít nhất cũng đến khi trời sáng. Rõ, đối với tôi thì cũng là xong rồi. Tôi bắn ba phát đạn các bin vào cỗ máy thu phát. Bên ngoài, cảnh vật vẫn hiện rõ dưới pháo sáng. Đỉnh đồi A một nơi đặt cứ điểm Alien 2 vẫn còn bốc khói, cứ mỗi phút lại nhận được một hoặc hai quả đạn pháo bắn cầm chừng những binh lính còn sống sót của đại đội dù thuộc địa số 3 ngồi túm tụng với nhau, ba người hoặc bốn người một hố. Giờ phút kích động vì cuộc chiến đã chấm dứt. Bây giờ mọi người đều lộ rõ vẻ kiệt sức, trống rỗng, bị đánh gục. Tôi ngồi trên bờ đất mềm của miệng hố vừa bị mìn nổ, như miệng núi lửa, nhìn những đốm lửa tung lên từ những quả đạn pháo bắn vào khu trung tâm và các vị trí pháo binh. Trên sườn đồi mặt phía đông, tôi nhìn thấy những chiến hào Việt binh cách chỗ tôi khoảng 50 mét. Từ dưới chiến hào, Việt Minh vọt lên rất đông đi theo hàng dọc trên bờ hào rồi tỏa đi rất nhanh trên mặt đất, từng tổ ba hoặc bốn người. Tôi có cảm giác hình như đã mở chốt quả lựu đạn, chỉ chờ cơ hội tốt nhất thì sử dụng. Việt Minh rất đông. Tôi chỉ còn khoảng ba hoặc bốn chục binh lính nhưng không còn đạn. Không chần trừ, tôi ra lệnh cho trung úy Festlet rút về khu vực trung tâm với tất cả những ai còn đi được. Có lẽ đến mai sẽ tổ chức được những đại đội phản kích từ những đám binh lính thoát khỏi vòng vây trung úy julian ở lại bên cạnh tôi với chúng tôi không còn gì để làm nữa chúng tôi chạy đến các vị trí ở mặt phía bắc do nách tu chân giữ các chiến hào đều vắng lặng tất cả đều đã bị chết trận chứ một vài người bị thương đã bị việt minh mang đi tôi cảm thấy bàn tay phải giữ chặt quả lựu đạn tê cóng như bị chuột rút quả lựu đạn đã rút chốt an toàn tôi đã nghĩ đến chuyện mở những ngón tay rồi đếm đến năm dễ thôi tôi bắt đầu đếm đến ba thì ném quả lựu đạn về phía đá bộ đội đang xông đến cách tôi khoảng 5 mét. Lúc tôi tỉnh dậy thì thấy có một gương mặt cúi xuống, nói với tôi một cách hiền từ. Anh đã bị quân đội nhân dân Việt Nam bắt làm tù binh. Đừng sợ. Đối với các anh chiến tranh đã chấm dứt. Anh sẽ được chăm sóc tốt do chính sách khoan hồng của Chủ tịch Hồ Chí Minh. Trong lúc hai người lính dẫn tôi về trại tù binh, tôi ngước nhìn lên vòng trời. Mặt trời chưa lên tới đỉnh, Đến 11 giờ 30 phút ngày 7 tháng 5 thì tất cả các vị trí ở phía đông sông Nậm Rốm đều bị đánh chiếm. Sau khi mất, Elian 2 được coi như chiếc chìa khóa của toàn bộ hệ thống. Trên đồi A1, cuộc chiến đấu phòng ngự ở Điện Biên Phủ đã bị sụp đổ. Tại các cứ điểm Isabel phía Nam Mường Thanh còn có tới 2.000 quả đạn pháo, nhưng chỉ có một khẩu pháo có thể sử dụng được. Từ hai hoặc ba ngày trước, Cachis, Leng Le, Big Earth đã nghĩ đến một kế hoạch rút lui mang mật danh Albatros. Đó là mưu đồ thực hiện vào phút cuối cùng, cố chạy sang Lào. Ba người bàn kín với nhau y như một âm mưu vụng trộm. Bratchiknak, Teret, Botella, Girao đều là người trong cuộc. Còn những người khác đang cùng với đám binh lính bí thương bám giữ trận địa thì không biết gì cả vì họ sẽ phải ở lại. Nhưng mãi đến ngày 7 tháng 5, từ Cassis đến Lengle và Bích ớt đều không ai dám khởi sự, thực hiện kế hoạch này. Lần cuối cùng họ gặp nhau để bàn về những cơ may của cuộc tháo chạy là vào lúc buổi trưa. Bích ớt có thể xuất phát lúc nửa đêm rút theo hướng Tây Nam, lùi vào vùng rừng núi để thoát thân. Nhưng Leng Le không đảm bảo có đủ sức để đi bộ hai tiếng đồng hồ mà không gục ngã. Đến quá trưa thì họ đã bị đánh bại. Khu trung tâm chỉ còn lại một mẩu đất cuối cùng khoảng 500 mét vuông nằm lọt thỏm giữa dòng sông và cứ điểm Claudin 4, Huguet 2 và Junong. Trong đó còn có tới từ 3.000 đến 4.000 lính bị thương khoảng 3.000 đến 4.000 lính đào ngũ đang chui rúc tại các hầm hố như đàn chuột. Lính chiến đấu thật sự chỉ còn lại 1.000 đã kiệt sức, rối loạn và không còn đạn dược. Cassius lướt nhìn đồng hồ đeo tay. Đã 16 giờ 15 phút. Ở Sài Gòn và Hà Nội lúc này đã hết giờ nghỉ trưa. Ông cầm ống nói, bảo nhân viên phụ trách điện đài. Cho tôi nói chuyện với Hà Nội. Trong lúc này không còn một cứ điểm nào có thể tổ chức phòng ngự được nữa đợt xung phong sắp tới của Việt Binh có thể đánh thẳng vào khu trung tâm. Tiếng chuông reo. Nhân viên phụ trách điện đài nói. Báo cáo thiếu tướng đã liên lạc với Hà Nội. Xin tướng quân cứ nói chậm chạp để nghe cho rõ. Cơn rông ập xuống thung lũng nhỏ, nơi đặt trại tù binh số 1, đã chấm dứt. Bầu không khí hiện nay khá mát. Ngồi trong trại, Chúng tôi nghe rõ tiếng dòng sông chảy ào ào do nước lũ và cả tiếng ngáy của ông già người Tày say thuốc Lào đang nằm ngủ trong lán dùng làm nơi tạm giữ tù binh. Anh lính tù binh Iskierdo đọc to bản thông báo cuối cùng về trận điện biên phủ vừa được phát tới tay các tù binh. Vào hồi 5 giờ chiều nay, ngày 7 tháng 5 năm 1954. Hết phần 21. Xin cảm ơn và hẹn gặp lại các bạn.